Và làm như thế nào đó để cho những người dân, sinh hoạt của người dân đừng bị xáo trộn là cái thứ nhất. Để cho cái việc thông thương hắn được tự nhiên, chứ đừng có bị gò bó. Còn cái thứ hai nữa, du khách đó, thu tiền du khách thì cứ thu tiền, nhưng mà thu tiền theo một cái cách chi mà thỏa mãn, để cho họ cảm thấy thỏa mãn khi đưa tiền vô. Ví dụ như những nước khác họ đã từng làm là đưa quy vô khách sạn, thu tiền một lần từ khách sạn luôn. Còn họ đang đây mình chặn đường là mình thu tiền, là cái đó là người ta khó chịu. Tự nhiên đi theo luồng, mắc cái tự nhiên đi theo luồng, phân biệt cái đó là không được. Cái cảm giác đầu tiên mắc tự nhiên, mà con người mà khi mà đến du lịch ở một cái vùng đất mơ mà cảm thấy mình mắc tự nhiên, mình không được tự do. Bản thân mình thái thầu chứ không có không, những câu chuyện tôi nói không phải đâu xa cho người ta nói bố như nam đi rồi, không lấy cái ý kiến của du khách, của nhân dân, rồi mình tổng hợp là mình làm thôi. Sẽ tổ chức ngày 15 tháng 5 ngày giờ trừ chưa, nên chứ mình chưa hình dung được. Ví dụ như người ta đi tham quan Hội An 3-4 lần rồi, sao người ta mua vé được? Thấy chưa? Thế tức là người ta đi chơi rồi muốn người tới về thăm bà con như dân Quảng Nam này, là thì người ta sao mà mua vé? Thành ra là nghe đọc thông tin là người ta bán vé toàn bộ, không phải dân Hội An, thì thấy là tức là người là buôn bán hàng ăn cũng như hàng mặc hoặc là sinh hoạt cà phê này nọ, chắc ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Không, mình thấy là cái khi mà họ đề xuất một cái chủ trương hoặc là một cái gì đó nọ thì phải có cái quy chế chặt chẽ, lấy lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi áp dụng họ sẽ tùy cơ mà ứng biến thôi, họ sẽ tùy cơ mà họ tùy cái người mà tùy cái lúc họ sẽ áp dụng có sâu, chứ cũng nó không phải là nhắc như trên giấy tờ. Chứ thực ra trên giấy tờ là mình thấy là 2-3 phút cổ cũng phải mua vé. Ai đi mình thấy ai đi, thực ra cái dịch vụ ai sử dụng thì họ phải trả tiền thường thôi, chứ có gì đâu mà. Cho nên là bây giờ là muốn bố cổ cho cục một lần, là nó chỉ sai quanh nó thế này. Thứ nhất là có phải bây giờ Hội An mới bóng gái vô phục hồi không, đó là cái đầu tiên này. Cái thứ hai nữa, có phải là mở rộng cái không gian phố hình thành lên chốt làm đó để là tặng thu hay không, và vô phố cổ Hậu An mới thu hay là vô hình phố hay là thu. Thực ra thì bố nó đang hỏi làm cho họ hiểu là vô Hậu An là phải trả tiền. Khi đi vào anh đi tham quan thực sự Hậu An thì anh phải mua vé, và trong đó lâu nay Hậu An vẫn tập trung là bán vé cho các đoàn, và các đoàn người ta dẫn vào là cơ cấu giá tham quan đã của du khách đã nằm ở trong cái tour lữ hành rồi. Cho nên đó, nhưng mà nhiều cái đoàn, nhiều tour lữ hành, nhiều cái đơn vị lữ hành rất là ok, rất là tốt, có nghĩa là họ vào họ vẫn cứ mua vé rất là đàng hoàng. Nhưng có những cái hướng dẫn viên đơn vị lữ hành, du khách đã trả tiền vé nhưng mà họ vào họ mua vé, họ vào họ thả khách đi nghĩa là tự do đi lang thang ở trong phố cổ như vậy. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của du khách, dù họ được mua vé, họ không được tham quan, họ không được hướng dẫn đi hướng dẫn về Hậu An. Thì cái nó lâu nay á thì anh em nó làm, nhưng mà sau cái dịch, trong cái dịch á thì không có khách, và dẫn đến là không ai làm điều đó. Thì bây giờ anh đang siết cái chỗ đó, đó là khách đoàn, chứ không phải là coi như là bán vé là ai vào cũng bán, không phải như vậy. Một khách đi lẻ thì người ta có thể là người ta thăm bà con, rồi người ta vào trong nó có nhu cầu, người ta ăn ẩm thực, người ta ăn uống, rồi họ đi có nhu cầu họ đi qua Hội An, họ chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm, thì cái việc nó việc gì phải thu vé.